người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Sa xin chào cô chú nè. Nè, xin chào cô chú chứ. Xin chào cô chú. Xin chào giáo viên. Xin chào. Này, xin chào. Hôm nay ổng xin chào nha mọi người. Hôm nay thì Quỳnh làm cái video này để mà cho chùm cuối ăn thử nha mọi người. Thường thường ở nhà Quỳnh làm, với lại ở bên Việt Nam thì ổng chưa có ăn món này bao giờ hết. Và Quỳnh làm video rất là nhiều lần rồi. Bây giờ thì hôm nay Quỳnh sẽ cho ổng ăn thử nha. Rồi, Quỳnh sẽ để lên đây rồi Quỳnh sẽ cắt nha. Thì cái món này á, Quỳnh làm bằng cái chảo mà chảo điện á mọi người, chảo điện bánh rét á. Thì Quỳnh làm rất là nhiều lần rồi, cho nên là không phải nhiều lần mà cũng được mấy lần, từ bánh rét cho tới bánh cuốn luôn. Thì Quỳnh sẽ để cái đường link ở phía bên dưới cho bạn nào quan tâm nha. Rồi mọi người vào đó coi kỹ công thức hơn nha. Bánh này làm rất là dễ và nhanh và cấp tốc luôn. Đó. Hôm nay thì ở trong cái món này thì nó có là rau quế nha mọi người. Thì không có biết ổng ăn được hay không, cho nên là phải thử mới biết nha. Ổng kêu Quỳnh đừng cắt vào tay, tại vì Quỳnh vừa nói vừa cắt đó mọi người. Biết không? Một bịch bánh cuốn là Quỳnh đổ ra được nhiêu đây đó, tính ra cũng nhiều chứ bộ mọi người. Cho ổng ăn thử nem rồi chả, rồi chả quế nha, mỗi thứ hai miếng đi, để cho ổng ăn cho nó nhiều nhiều, cho nó có gia vị nha. Rồi thêm giá nè, rồi một ít dưa leo, rồi thêm một ít rau quế nha mọi người. Ăn cái món này phải có một ít rau quế vô. Ổng nhìn, ổng nhìn mà muốn ăn, ổng ăn có được rau quế hay không đâu. Cái món này thì nó hơi bị có mùi, không biết người Việt ăn được không nha. Hay, rồi cho thêm một chút xíu cái gì quên ta, nước mắm gì nè. Cô hi cà phê soda, xa nó nói mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước mắm vào. Đó. Đây. Chèn 3 muỗng, ổng kêu Quỳnh bỏ nhiều quá, chèn như canh vậy, 2 đô giờ. Minasan Bikuri Yosuda. Cái này là cái đồ lò xo đó mọi người. Để mà Quỳnh kê lên cho ổng ăn, để cho mọi người dễ thấy, 2 đô giờ. Rồi, trong thời gian mà chừng cuối ăn thì Quỳnh cũng sẽ làm một mâm Quỳnh cũng sẽ làm một dĩa ăn nha mọi người. Lâu quá rồi mình mới ăn cho nên cũng thèm lắm mọi người ơi. Quỳnh thích ăn bánh cuốn hơn là bánh ướt nha. Trời ơi, ở bên Nhật mà ăn được cái món này là tao nói nó mê mọi người ơi. Đã vậy hôm nay nhà Quỳnh nó mưa và mình ăn cái món này thì nó nóng. Nãy giờ không ăn được gì mọi người. Ba đô. Ba mà dê tế. Dêm bừa mà dê tế. Dêm bừa nước mắm a rượu đã cả ra mà dê tế. Đô. Trời ơi, nãy giờ ăn rau với ăn gì không mọi người. Chưa thấy ăn miếng bánh cuốn nào hết. Còn hàng xa thì nó mê cà phê sữa đá mọi người ơi. Có đó. Quỳnh bỏ hơi nhiều. Ăn bê. Được. Mỗi cái non đi, mỗi cái non đi. Có lúc thì ở mức thì tới hẹn. Được. Mời. Ông kêu cà phê sữa đá gì mà nó ngọt dữ vậy. Thường thường ở Nhật có mọi người ta uống cà phê á, với lại uống cà phê sữa đá thì cũng ngọt, nhưng mà nó không có ngọt nhiều như cà phê hòa tay. Hôm nay Quỳnh làm là Quỳnh làm một cà phê hòa tay nha mọi người. Cái lý do mà tại sao là Quỳnh không có làm cà phê sữa đá pha phin á là bởi vì ổng uống xong là ổng bị ép tim nha mọi người, cho nên phải uống cà phê hòa tan như thế này. Bởi vì ở bên Việt Nam mình mọi người cũng biết rồi đó, nó rất là nặng luôn. Mình là người Việt Nam mình uống quen chứ người nước ngoài thì người ta chỉ uống mấy cái loại hòa tan nhẹ vậy thôi mọi người ơi, không là chịu không nổi nha. Rồi mình sẽ làm. Ổng uống ly cà phê mà ổng nhăn mọi người. Đô ba. Oredo. Hả? Oredo. Majete. Mama. Ông nói ăn được mà. Cô đây ăn được chị nè. Có ớt hơi nhiều, Sao có ăn với mẹ không? Nó mê cà phê sữa đá rồi mọi người ơi, nó không có ăn gì hết trơn.
Trời ơi, hồi xưa á mọi người, khi mà mình mới qua Nhật á nha, là hả Quỳnh thèm món này là Quỳnh tráng chảo luôn mọi người, tráng chảo không dính để mà ăn á. Trời ơi, ăn cũng được nhưng mà mình tráng cái bánh nó bị dày với lại nó không có nhanh. Nhưng mà từ ngày mình biết cái làm cái chảo này á, Quỳnh chia sẻ với mọi người á, cũng có nhiều bạn mua về làm cũng thành công lắm, với lại nó cũng rẻ. Cái chảo này có 2 sen 400 ngàn tiền Việt Nam mọi người, mình vừa có thể làm bánh được, mình vừa có thể làm bánh rét nè, làm bánh cuốn nè, được luôn, nó rất là tiện luôn. Rồi mời mọi người ăn chung với gia đình của Quỳnh nha. Trời ơi, đúng hương vị Việt Nam sướng người. Cái này là thiếu thêm là cái món bánh cống nè. Mày cho lên miếng chả ăn à? Không chịu ăn à? Hình như Quỳnh lấy cái dĩa Quỳnh hơi nhiều hương phẩm hay sao trời. Ông gấp ớt vào cho Quỳnh. Trời ơi, không nhét ớt miệng thôi. Gia đà, gia đà. Chùm cuối á, nói với Quỳnh á là sẽ có ý định vào bếp nấu món ăn, nấu mấy món Nhật hoặc là món Việt, mà mấy món nào mà dễ dễ mà nấu rồi chia sẻ với mọi người. Không có nói với Quỳnh á, ông nấu không có giỏi mà còn chia sẻ cái gì. Thì cũng có nhiều bạn nói với Quỳnh á, thông thường mấy món ăn Nhật hay là mình kho cá hoặc là mình làm món ăn ở nhà, cũng có nhiều bạn muốn coi để mà học cách nấu nó cho gia đình ăn. Cho nên là Quỳnh kêu ổng làm và chia sẻ với mọi người nha. Lâu lâu ăn đã mà. Ông nói cay quá mọi người, ăn không thấy cay gì chân. Cô nói hấp ba tập bên đây nữa, chắc tập bên đây. Đúng. Quỳnh cho ông ăn thử rau quế nha mọi người. Đúng. Hấp ba tập bên đây. Đúng. Ý. Cứ sai cái này. Ông nói với Quỳnh đó mọi người, cái lá không có ngon gì hết trơn. Tại vì cái lá rau quế nó có mùi mọi người. Nó phải có mùi, nặng mùi lắm. Ông nói ở Nhật á thì nó cũng có cái lá này, nhưng mà nó là cái lá quế Tây hay gì mà nó không có giống cái lá quế Việt Nam nha. Lá quế Việt Nam nó bự vậy nè. Và người Nhật á, người ta sẽ lấy cái lá này làm thuốc nè. Không có ăn sống mà. Nhớ hôm bữa mình có nói với mọi người á, ở Nhật với là sao đi hả? Sao đi hả? Uống hết cà phê sữa đá rồi. Không muốn hả? Không muốn đi xuống này. Ba mày ăn ngồi đây mà nó còn không chịu ngồi rồi đi đó mọi người. Mới bài cô chú đi. Bye bye cô chú. Bye bye. Ở Nhật á, nó có một cái loại, mấy cái loại rau mà nó mọc hoang đó mọi người, như là rau rau gì quên ta. Rau giúp cá nha mọi người. Người Nhật cũng không ăn, lấy cái đó làm thuốc. Sao không ăn nó sao đâu mà sao chơi đi, để cho bà ba ăn nghe. Bà ba chết tật tật bé té nước mắm tật đi đưa mà chết tụi rưỡng đúng khỏi rái nữa chết tụi cô đây tật bé té nem chua. Tao bé tên mít tế. Nem chua Việt Nam nôm mà mẹ. Nem chua vô gì nào. Để cho mày thử nem chua mà.
Được. Ống kim nó hơi chua. Cô coi, chắc tổng là cả. Thực bác. Chết thật đấy. Chết từ cơ sáng. Ông nói cái nem chua nó hơi bị hôi mọi người. Thật sự á, thì cái nem chua khi mà mình ăn á, nó là thịt sống. Thì thịt sống người Nhật ăn cũng được, nhưng mà người Nhật á, người ta không có thích ăn cái món gì mà chua chua nha mọi người. Hầu như món ăn cũng ít món chua lắm mà. Bao nhiêu năm rồi hôm nay mình mới thấy ông ăn nem chua mà. Lần đầu tiên luôn. Không ăn mà ông ngộm gấp ớt cho mình. Người ơi, hôm nay là 8 giờ tối giờ Việt Nam nha mọi người. Quỳnh sẽ livestream trên trang fanpage. Mọi người quá có ủng hộ nha hai mẹ con Quỳnh nha. Tại vì thế nói được. Gấp hết ớt rồi mọi người. Cái mặt mãn nguyện. Đây là bằng một số con nhỏ. Quỳnh ăn cay đấy, giống như là nó bị lên đô hay sao mà ông ngậm ăn gấp ớt mà. Cái ớt của Việt Nam mình nó cay mọi người, nó cay cái lưỡi nha. Còn mấy cái ớt của Trung Quốc á, nó vừa cay vừa nồng. Mà ngày hôm bữa ông ăn cái nồi lẩu Trung Quốc mà ông ăn hết luôn mọi người. Cô đi thật sự nói speak about it's good. Sao? Ôi xin. Rice paper 作ればあんな大変なことしなくてよかったんじゃん。ライスペーパー全然できない。美味しくない。あんまり Quỳnh á. Cái vỏ bánh đó mà nó giống như bánh tráng vậy đó. Thì thôi lấy ra bánh tráng gói lại cho nó nhanh. Quỳnh làm rồi nha mọi người. Nó không có ngon gì chứ. Bỏ rau thơm qua lại mà không ăn. Ông nói cái lá rau thơm á nó nồng quá. Ăn đúng lá. Một bịch bánh cuốn 400g mà Quỳnh đổ ra được một mâm như thế này, hai vợ chồng mình ăn mà dở trên bàn còn được nhiêu đây đó mọi người, có nghĩa là được khoảng 4 người ăn thôi mọi người, không có nhiều nha, 4-5 người. Con đồ bà vô đi nè. Vô đi nghỉ hôn nô, tại bây hôn nô xì tê mi ra sẵn. Ok. Nên thì chị cứ đi tái. Nên thì tập bây tái. Ô cha dư kê. Ô cha dư kê. Đã ra nghỉ sắc cả nát. Gô hàn nô cha kê lạ kê. Sao? Ô cha dư kê.
ổng nó ổng sẽ chỉ cái ổng sẽ chia sẻ cái món ochakuke nha mọi người. Kiểu dân đó, kiểu dân. Mà cái món đó là cơm, cơm uống cơm với nước trà đó mọi người. Kiểu dân tao biết tệ. Matcha. Hả? Ochakuke là matcha. Có nhiều món lạ mà. Cơm mà ăn với nước trà mà. Hoặc là cá mà ăn nước trà. Nó là gì vậy? Xong. Ông nó sẽ làm món há chảo chiên của Nhật. Ông mê món lắm mà. Ăn được nửa dĩa nha mọi người. Ăn được nửa dĩa. Vậy chi đâu khỏi đây tình ai tình bà đời. Cái bà đời. Kết thúc cà phê sữa đẹp cho đây. Kết thúc. Ông uống ông ăn được nửa dĩa là Quỳnh cũng mừng lắm nha. À mai yo. Việt Nam nó tập bên mono oxy. Mama. Mama. À mai. Vậy là trong cái mâm ngày hôm nay mà Quỳnh làm á là ông ăn hết được hai cái miếng nem chua mọi người, hai miếng nem chua. Một miếng chả quế, một miếng chả lụa. À. Rồi một chút xíu cái lá quế nha mọi người, nhưng mà nó nồng quá mà không được luôn. Ông quăng ngược lại hết cho Quỳnh. Còn còn cà phê sữa đá thì ông nói ngọt quá. Chắc lần sau thì Quỳnh sẽ pha loãng ra cho nó đỡ ngọt để cho ông uống thử. Ông nói ông lớn tuổi rồi cho nên bây giờ là ông ăn cay không có được đó mọi người. Qua đi vậy. Ông no đó mọi người, nhưng mà ông thích ăn cái phần nhân ở bên trong cái bánh cuốn. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của gia đình Quỳnh. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye. Bye bye cô chú. Bye bye các bạn. Bye bye. Bye bye đi nhanh lên. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye.